Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến em một clip giới thiệu đôi loa CBL 4800. Thì đôi loa này em cũng đã bán rất nhiều ha. Hôm nay em không làm một clip test nữa mà là một clip để giới thiệu sản phẩm về đôi loa, về ngoại hình ha, cho anh em. Và em sẽ đi đến quay cận cảnh. Về ngoại hình của đôi loa này thì em nó còn rất là đẹp ha, dung thành sắc cảnh ha. Đây là lỗ hơi, tiếp đến là một bát màng màng giấy thủy tinh tổng hợp anh em ha, gân mút bát 25 cm ha, một mic ha, một mic của nó đây, và một trep ha, trep titan nha anh em. Rồi thì cấu hình của nó gồm 3 driver ha, và em nó có một chiều cao khoảng 85 cm, và bề ngang của nó là 30 cm, sâu là 28 cm. Thì đôi loa này đã có tiếng tăm trên thị trường trong cái tầm giá của nó anh em ha, em không cần quảng cáo nhiều. Thì nó chơi nhạc rất là nhẹ nhàng, bass vừa phải, không phải nặng. Thì đôi loa này được sản xuất tại Mỹ anh em, Made in USA. Em quay góc cạnh đây, góc cạnh rất đẹp ha, du hành sát cạnh không mẻ bể nở. Rồi em qua cái bên đây ha, đó, rất là đẹp. Các tuyến lo ha, cái tuyến lo còn rất là đẹp ha. Và lưới e căng đầy đủ anh em ha, lưới e căng đây, Togo Temax vẫn còn ha. Lo rất là đẹp, quá nổi tiếng. Thì hôm nay em này về em ghép nó với một cái con âm ly Lusman 507, thì cho một chất âm quá tuyệt vời. Jibel ghép Lusman thì khỏi nói anh em ha. Đôi loa này em cũng xin báo giá luôn là nó có giá là 8.600.000 đồng. 8.600.000 đồng. Thì anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Còn về hình ảnh cụ thể và chi tiết thì anh em cứ vào tường của em xem, sẽ có hết ha. Tiếng loa còn rất là đẹp anh em ha, khùng quách rất đẹp, không có điểm chê. Đây là con hình ảnh của con Lusman ha, 507 ha, chạy 4 con sò sắt, công suất cũng khá là lớn, hai tàu còn rất là to. Con này thì giá nó là 9.500.000 đồng. Trên tình trạng là em chưa vệ sinh ha, mà nó đã đẹp như thế này rồi. Và bây giờ cũng đã tối nên em không có mở lớn để thư nhạc cho anh em ha, mong anh em thông cảm. Rất đẹp, đôi loa rất là đẹp nha anh em ha. Thì đôi loa đang có giá là em như em nhắc hồi nãy là 8.600.000 đồng ha. Và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ về số điện thoại 0343612345 gặp em. Và em nhớ không nhầm, sáng nay có một bác khách gọi em để kiếm đôi loa này thì em chưa có chắc, cho nên bây giờ hàng đã về thì em mới dám chắc bác xem lại ha. Và em cũng giới thiệu đến bác, bác cứ nếu bác thấy được clip này bác hãy alo cho em. Rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái anh em ha. Mic rất là rõ và chi tiết. Rồi thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ về số điện thoại 0343612345 gặp em. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều ha.